Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Làm Đẹp Từ Thiên Nhiên. Quý vị thân mến, quầng tâm mắt không chỉ ảnh hưởng trong việc giao tiếp, thâm quầng mắt làm đôi mắt trở lên kém duyên, gương mặt thiếu đi sức sống và trông quý vị luôn trong tình trạng mệt mỏi, thậm chí còn cộng thêm cho quý vị ít nhất là vài tuổi nếu đôi mắt phải đeo thêm một vành khuyên màu thâm đen. Thâm quầng mắt dễ xảy ra vì vùng da dưới mắt là nơi có nhiều mao mạch, hơn nữa vùng da này rất mỏng và rất nhạy cảm. Do đó, chỉ với những tác nhân chủ quan rất nhỏ từ bên ngoài thôi cũng đủ làm đôi mắt chúng ta quầng thâm như gấu trúc. Ngoài ra, thâm quầng mắt còn xuất hiện từ tác động của các yếu tố như lão hóa, di truyền, thiếu ngủ, ăn uống không đủ chất hay thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. Những nguyên nhân này tác động trực tiếp đến vùng da dưới mắt, làm mạch co lại và lồi cụm lên, máu không được lưu thông sẽ tạo thành huyết sắc tố, gây ra hiện tượng thâm quầng mắt. Dưới đây, kênh Làm Đẹp Từ Thiên Nhiên sẽ chia sẻ cho quý vị phương pháp giúp xóa thâm quầng mắt đơn giản và hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi. Để làm được phương pháp trị thâm quầng mắt, chúng ta cần chuẩn bị đồ dùng và nguyên liệu như sau. Đồ dùng ngày hôm nay chúng ta cần gồm có một cái bát, một cái thìa, một cái hộp thủy tinh nhỏ. Nguyên liệu chính của ngày hôm nay là tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ được lọc từ củ nghệ hay còn gọi là khương hoàng, là giống cây họ gừng có củ bên dưới đất. Nghệ được sử dụng rất nhiều trong việc làm gia vị cho các món ăn, làm đẹp và còn hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh về đường tiêu hóa. Vì bên trong củ nghệ chứa hoạt chất curcumin có đặc tính kháng viêm và giúp vết da thâm xỉn màu trở lên trắng mịn. Củ nghệ được xem như là một thảo dược, không những có tác dụng làm đẹp mà chúng còn khả năng cải thiện các bệnh về dạ dày. Chúng ta hoàn toàn yên tâm khi sử dụng phương pháp này. Nguyên liệu thứ hai hôm nay là mật ong. Các bạn sử dụng mật ong nguyên chất. Bây giờ các bạn cùng với tôi, chúng ta cùng thực hiện. Đầu tiên, bước 1, chúng ta cho 5 thìa tinh bột nghệ vào trong bát. Tiếp sau đó, chúng ta cho vào trong bột nghệ này hai thìa mật ong nguyên chất các bạn nhé. Chúng ta dùng thìa đánh đều. Sau khi bột nghệ và mật ong đã được quện vào nhau, chúng ta cho vào trong nọ. Đó, chúng ta cho hỗn hợp này vào trong nọ thủy tinh, đậy lắp lại. Sau đó các bạn để vào trong ngăn mát tủ lạnh ủ 2 ngày. Sau đó khi tinh bột nghệ và mật ong đã được ủ trong ngăn mát tủ lạnh được 2 ngày rồi, chúng ta mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta thoa đều tinh bột nghệ này xuống vùng da thâm của mắt. Chúng ta thoa một lớp rất là mỏng. Sau đấy chúng ta đi ngủ qua đêm. Sáng ngủ dậy chúng ta sẽ rửa sạch mặt lại bằng nước ấm. Các bạn lưu ý, có một số người cơ địa dị ứng mật ong nên khi sử dụng phương pháp này chúng ta cần tét thử lên trên tay. Nếu không dị ứng thì chúng ta mới bôi lên mắt các bạn nhé. Các bạn cứ sử dụng phương pháp này trong một thời gian, chúng ta sẽ thấy vết quầng thâm mắt của chúng ta mờ dần và khuôn mặt của chúng ta trở lên trắng sáng, mịn màng và tươi trẻ hơn các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi kênh Làm Đẹp Từ Thiên Nhiên đã chia sẻ với quý vị phương pháp trị quầng thâm mắt bằng tinh bột nghệ và mật ong rất an toàn và hiệu quả. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích cho quý vị trong việc làm đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu thấy hay và hữu ích, quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Và đừng quên nhấn vào tín hiệu chuông ở bên dưới để cập nhật những video mới nhất. Cuối cùng, ban biên tập xin kính chúc quý vị một sức khỏe dồi dào và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.